Xin kính chào quý khán thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự của Vốt TV trong bản tin ngày hôm nay. Chúng tôi gửi tới quý vị một bài phân tích liên quan tới cái bóng của bà Dũng. Lý do vì sao Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại có những động thái phi lý và rất có lợi cho tình báo Hoa Nam. Bài viết của tác giả Quang Vũ, một người rất thạo tình hình nội bộ và đã từng làm trong hệ thống viên chức của nhà cầm quyền. Tác giả Quang Vũ nhận định rằng việc giải tán và giải phẫu bộ máy công an xóa bỏ hoàn toàn cấp tổng cục, cấp cục từ 126 đơn vị, nay chỉ còn 60, trong đó có hai tổng cục có tính quan nhất thiết là tổng cục an ninh và tổng lục cảnh sát, đảm đương mạng phản gián và mạng tình báo, đề xuất giữ lại cũng không được chấp nhận. Bình luận về vấn đề này, một cựu sĩ quan công an nói với BBC là điều này chỉ có lợi cho tình báo Trung Quốc. Vậy tại sao Nguyễn Phú Trọng lại làm một việc rất phi lý và rất có lợi cho tỉnh báo Hoa Nam? Nguyễn Tân Dũng, nguyên thủ tướng nhiệm kỳ trước đã về hưu và chọn làm người tử tế, nhưng tỉnh vẫn chưa yên. Không còn là tin đồn rằng ông Dũng muốn trở lại chính trường, lập nhóm liên minh với ông nọ bà kia. Hồng cạnh tranh top tứ trụ. Chuyện này thì thật 100%. Và cũng liên quan đến chuyện bà Đặng Thị Hoàng Yến, người hiện nay có quốc tịch Mỹ, đang nạp đơn để kiện Nguyễn Tấn Dũng ra tòa án quốc tế. Tất cả cùng sâu chuỗi lại một điều cho chúng ta thấy, tình hình nội bộ chính trị cầm quyền không đơn giản như những gì mà chúng ta vẫn tưởng. Thứ nhất, quan hệ bang giao giữa hai nước và láng giềng cùng ý thức hệ Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc thuộc lại kỳ quái đầy bí ẩn và khó hiểu, nhưng được che đậy, huyễn hoặc và ca tụng cách giả tạo bằng mỹ từ bốn tốt và 16 chữ vàng. Quan hệ được gọi là hữu hào không ai sánh bằng, nhưng trở mặt đánh nhau dễ như trở bàn tay. Bất chấp vừa là đồng chí vừa là anh em trong ý thức hệ Cộng sản tính từ năm 1979 đến nay, vòn vẹn chỉ 40 năm mà đã xảy ra bốn cuộc chiến tranh xung đột, tất cả đều xuất phát từ phía Trung Quốc. Hai cuộc chiến tranh truyền thống gồm chiến tranh biên giới phía Bắc và hải chiến Gạc Ma, hai cuộc xung đột phi truyền thống là Đông va, loa chiến vòi rồng, xảy ra trên vùng biển thuộc thêm lục địa của Việt Nam, vụ Hải Dương 981 và vụ Hải Dương 8 hiện nay. Trong suốt thời gian hai nhiệm kỳ Tổng Bí Thư và sau này kiêm luôn chức Chủ tịch nước của ông Nguyễn Phú Trọng, Trung Quốc đã nhiều lần xâm nhập và đe dọa trực tiếp đến nguồn tài nguyên dầu mò trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Trung Quốc dễ dàng cư xử bồ bã như thế với đồng chí Việt Nam? Ngay trong thời đại Nguyễn Phú Trọng, là người tỏ ra rất ái mộ và thần phục Trung Quốc Hoài thế tức là đã trả lời rồi vậy Chính Nguyễn Phú Trọng là nguyên do Là lý do tại sao có những tình trạng như trên Nói ông Trọng chắc chẳng oan Không có thằng cướp nào rắp tâm cướp của ai đó Mà không tính toán khả năng thành công Không thể cướp của người có sức kháng cự quyết liệt Có võ lực mạnh mẽ Trái lại phải chọn nơi yếu đuối và nhu nhược Trung Quốc nó cũng thế thôi Tại sao lại chọn xâm lấn Việt Nam vào lúc này? Phải chăng bây giờ là thời cơ? Tình hình nội bộ lãnh đạo Việt Nam hiện tại đều có điều kiện chín mùi hay chăng? Vậy Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã làm gì? Hoặc có những chỉ dấu nào cho thấy ông đã móc ngoặc hay bị Trung Quốc khống chế? Hoặc bị điều khiển để đạt được mục tiêu của mình theo cách dễ dàng nhất? Trở lại ngày 21 tháng 9 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đăng nhập vào Đảng ủy Công an Trung ương. Mặc dù bí thư tổng, tức là đã xếp của tất cả các bí thư. Vậy là mục đích gì mà không phải để chỉ huy trực tiếp chứ không qua trung gian Bộ trưởng Công an là Tô Lâm. Tức thì Bộ Công an liền có biến. Trước hết đó là vụ rò rì clip Trương Giang Long. Mặc dù clip này có thể được ghi hình vào khoảng tháng 11 năm 2016 và bị đưa lên mạng vào tháng 3 năm 2017 nhưng trước đó theo tiết lộ của tướng trương giang long trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của ngành tồn tại một quan điểm khá cứng rắn đối với trung quốc và tình báo hoa nam xin được trích trung quốc tôi xin thưa với các đồng chí là không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở biển đông không bao giờ từ bỏ dã tâm này mà cái này nó không phải là cái thời ông tập cận bình này đâu ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi Câu chuyện là bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào? Thưa các đồng chí, chính vì vậy mà chúng ta không loại trừ các việc mà họ tìm mọi cách làm suy yếu ta từ bên trong. Chúng ta không loại trừ. Chúng ta phải nói rõ với nhau thế. Cho nên tôi xin nói với các đồng chí là bọn xấu nó cài cắm, nó móc ngoặc hoặc lôi kéo hồi xưa chỉ một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ tôi thông báo với các đồng chí là nó đã đến con số hàng trăm mà hàng trăm không phải chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm Mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa chứ không phải chỉ là trăm Báo cáo với các đồng chí thế mà nếu chúng ta không phát hiện, không nghiêm trị thì Xin thưa với các đồng chí là Đầu năm trong hội nghị tổng kết để bảo vệ an ninh quốc gia Thì cán bộ chủ chốt chúng tôi được nghe đồng chí lãnh đạo cấp cao của ngành thông báo là chúng ta đang theo dõi, đang nắm rất chắc, rất chặt những cái diễn biến của các phần từ cơ hội chính trị mà có cái mưu toan móc ngoặc câu kết với bên ngoài do bên ngoài móc ngoặc hoặc câu kết để mà lật đổ chống phá chế độ chúng ta những cái bộ phận ấy nó là ngoài đồ Chắc quốc cuộc bạo loạn cho các điểm nóng chính trị mà chúng ta đó thưa với các đồng chí không thể xem thường và coi nhẹ tất cả những điều trên có nghĩa rằng ông nguyễn phú trọng có một tư cách nữa có thể là một tư cách bí mật thì sớm hay muộn cũng sẽ bị công an phát hiện Vậy phải làm sao đây? Tác giả Quang Vũ nói, thế nên đây mới là giải pháp tận căn là giải phẫu bộ máy bộ công an, xóa bỏ hoàn toàn cấp tổng cục, cấp cục từ 126 đơn vị, nay chỉ còn 60, trong đó hai tổng cục có tính quan thiết nhất là tổng cục an ninh và tổng cục cảnh sát, đảm đương mảng phản gián và mảng tình báo, đề xuất được giữ lại nhưng cũng không được chấp nhận. Bình luận vấn đề này, một cựu sĩ quan công an nói với BBC rằng chỉ có lợi cho tình báo Trung Quốc. Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại làm một việc rất phi lý và mang lại nhiều lợi ích cho tình báo Hoa Nam của Trung Quốc như thế? Hay chính ông cũng là? Câu trả lời, quý vị, có lẽ tự khắc sẽ hiểu sau khi phân tích và lắng nghe những ý kiến khác nhau nhìn xem cung cách lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng năm 2014 lần đầu tiên Trung Quốc tỏ ra rõ ràng tham vọng chiếm đoạt nguồn tài nguyên dầu mỏ trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chiếu theo Công ước UNCLOS 1982 khi đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hải phận Việt Nam. Vào tháng 7 năm 2019, Trung Quốc lại cho nhóm tàu Hải Dương 8 xâm nhập sâu và đe dọa trực tiếp các giàn khoan đang hoạt động của ta. Điều này chứng tỏ tham vọng của họ là có kế hoạch nghiêm chỉnh, kiên quyết và ổn định. Hiện tại hai nước đang vườn nhau ở bãi tư chính, như trẻ trâu bày trò đánh trận già, nhưng không phải là họ rảnh rỗi quá để bày ra chơi, kế hoạch thâm sâu là đàn khác. Về phía Trung Quốc giả thiết rằng họ đã có trong tay nội gián thuộc loại siêu lãnh thủ và siêu thủ lãnh. Thế thì việc kế hoạch đề ra sẽ không cần phải tốn một viên đạn và nhất định phải theo hướng đó, bởi vì với tình trạng của Trung Quốc hiện nay mạo hiểm để nổ ra chiến tranh với Việt Nam, hậu quả sẽ vô cùng lớn và không lường hết được. Một điều chắc chắn là Trung Quốc sẽ bị phản đối, bị cô lập hơn, còn Việt Nam sẽ càng ngày ra khỏi vòng tay của họ, đi vào một quỹ đạo khác. Với định hướng đó, Trung Quốc đã và sẽ sử dụng chiến thuật biển người để tràn ngập, để chiếm ưu thế, để cản trở, để gây khó khăn các hoạt động trên biển, đồng thời tạo ra áp lực lên các nhà thầu nước ngoài buộc rút khỏi dự án, buộc phá vỡ hợp đồng. Kết cục, Việt Nam còn lại một mình chơ vơ cô độc đến nước này đánh nhau không dám. Ở đó cũng chẳng làm gì. Thế vào bờ cho đẹp bãi mặc họ muốn làm gì thì làm. Kế sách này được thực hiện và được duy trì chỉ với điều kiện giả thiết trên được thỏa mãn và ngược lại. Cũng một động thái liên quan vấn đề thứ hai đó là ông Nguyễn Tân Dũng Cựu thủ tướng nhiệm kỳ trước đã về hưu và chọn làm người tử tế, nhưng tình vẫn chưa yên. Chẳng còn phải là một tin đồn rằng ông Nguyễn Phú Trọng muốn trở lại chính trường, muốn lập nhóm lập hội để liên minh với ông nọ bà kia, hòng giành lại chiếc ghế và có thể còn leo lên vị trí tứ trụ trong chức tổng bí thư. Chuyện này thì thật 100% là bà Đặng Thậy Hoàng Yến vừa công bố việc kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra tòa trọng tài, đòi thường 2,5 tỷ đô la. Nhiều nhà bình luận cho rằng vụ kiện này vừa phi lý vừa thực sự có lý. Thật sự là chỉ hơi lắc léo tí vì nó không đi theo cách thông thường. Chọn kiện đích danh ông Dũng là đúng đối tượng bên bị. Nội dung vụ kiện xảy ra thời gian ông Dũng còn làm thủ tướng. Trong vai trò người đứng đầu chính phủ, hành động gây hại cho nguyên đơn là với tư thế này. Nói cách khác, đây là bị đơn kép hai trong một. Bà Đặng Thị Hoàng Yến đã lựa chọn đích xác bị đơn Người nào làm sai người đó chịu. Chính phủ và nhân dân Việt Nam dễ dãi quá cũng không đúng. Quả bóng đang trong tay chính phủ Việt Nam đương nhiệm của ông Nguyễn Xuân Phúc. Cửa đã mở sẵn sàng, chỉ cần một động tác nhỏ có thể thay quả bóng sang tay của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Coi sẽ thổi lên và ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ có thể coi là chấm hết khi bị tra tay vào còng nếu như ông còn ở lại Việt Nam mà không nhanh chóng tẩu thoát ra nước ngoài. Tất cả những kịch bản đó trong tình hình chính trị Việt Nam hiện nay đều có thể xảy ra. Và quan trọng hơn hết, rất nhiều người dân Việt Nam hiện nay vẫn đang vô tư không nghĩ rằng có những chuyện đó trên chính trường. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự của Vốt TV. Mong hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.